Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thân ái kính chào mừng toàn thể quý tín hữu. Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình nghiên cứu và tu học giáo lý, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài Lời Khuyên Bổn Đạo. Thưa quý vị, xưa Đức Phật dạy: từ vô thủy tất cả chúng sanh đồng một bản tánh như chư Phật, song vì vọng niệm mê lầm mà phải luân chuyển trong bể trần thống khổ. Để đánh thức những linh hồn ấy sớm hồi tâm tỉnh ngộ, Phật thường thuyết bài pháp khổ não vô thường và vô ngã. Thời nay Đức Quỳnh Giáo Chủ, tức là Đức Thầy của chúng ta, cũng muốn ý thức mọi người nhận rõ sự mê khổ của chúng sanh không ngần mé như sông dài biển rộng, nên Ngài trùng tiên lời pháp giáo ấy qua bài Lời Khuyên Bổn Đạo. Thưa quý vị, phần bố cục của bài Lời Khuyên Bổn Đạo có những phần như sau. Qua phần khai đề thì đến phần chánh đề, thì gồm có những phần chánh: một là đam mê, và phần thứ hai là tỉnh ngộ, và phần thứ ba là phương pháp thoát khổ để đạt niết bàn. Trở lại trong phần tiết mục của cái phần đam mê, là thứ nhất là các nỗi khổ của chúng sanh, phần thứ hai là nguyên nhân sanh luân hồi sanh tử, phần thứ ba là ý thức sai lầm, tiết mục thứ tư là vô thường vô ngã. Phần chánh thứ hai tức là tỉnh ngộ, tiết mục thứ nhất là nương đèn trí để tiến tới niết bàn, tiết mục thứ nhì là nhận xét chữ quy y, và tiết mục thứ ba là nghiêm trì giới luật, thứ tư là xét về sự lễ bái, còn thứ năm là xét về tam nghiệp. Và phần chánh là thứ ba đó, là phương cách thoát khổ để đạt niết bàn. Tiết mục thứ nhất là tu tâm trí dẹp ma lòng, tiết mục thứ nhì là đối xử với thế nhân, và tiết mục thứ ba là hành đạt lý vô ngã, chót hết là phần kết đề. Thưa quý vị, chúng ta trở lại về cái phần thứ nhất là cái phần đam mê. Tôi ý nói tất cả chúng sanh trong cái thời kỳ vì sự vọng niệm mà đam mê cảnh trần, cho nên phải luân hồi thống khổ. Thì đây là cái phần đầu, các nỗi khổ của chúng sanh, tức là chúng ta để tìm hiểu mỗi chúng sanh sanh ra trong cõi ta bà này chịu khổ như thế nào, và tại sao gọi là sông mê bể khổ. Vì có mê mang danh lợi cõi hồng trần nên bị hồng trần làm khổ lụy, không một ai thoát khỏi. Thân đã gánh các sự khổ về sanh già bệnh chết, còn tâm thì gặp các nỗi khổ, ham muốn không thành, oán ghét gặp nhau, những người thân thương lại chia lìa, và buồn phiền lo nghĩ không hề dứt. Chẳng thế, còn bao cảnh khổ bên ngoài đưa tới, như là chiến tranh, thiên tai, địa ách, vân vân. Đã mang thân sống trong cõi trần, dù bất cứ hạng người nào đều chịu chung kiếp sống khổ. Cho nên một nhà thơ Việt Nam đã công nhận: bể khổ mênh mông sống lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Tỏ rõ hơn, Đức Thầy đã xác định cảnh thế gian dường thể chốn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát nạn. Thưa quý vị, chuyển qua phần thứ hai, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nào sanh khổ. Về phần này,
Đức Thầy cho biết, sở dĩ có những nỗi khổ là do chướng nghiệp nhiều đời của mỗi chúng sanh hoặc nhiều chúng sanh tạo ra. Nghiệp chướng lăn loạn hại sát thân, nghĩa là từ nghiệp tội đời này lưu truyền qua đời khác, rồi cứ thế mà tiếp nối nhau luôn. Nguyên khởi từ phiền não chướng, tham sân si mới sanh ra nghiệp chướng, tức là tạo tác của thân và khẩu, cũng gọi là nhân chướng, rồi bị cái báo chướng nó trả lại, tức là bị trả quả. Chính nó làm trở ngại con đường giải thoát nên gọi là chướng. Cũng như kẻ gieo giống trồng cây thì phải có ngày ăn trái, trong khi đó vừa bị trả những nghiệp ác, lại vừa tạo tác những nghiệp mới để rồi bị luân chuyển qua kiếp sau đền trả nữa. Cứ thế mà tiếp nối mãi mãi. Sự luân chuyển này tùy theo nghiệp lành dữ nặng nhẹ của mỗi chúng sanh, có khi thì lên được ba cõi trời: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có khi thì vào các cõi người, như cõi người, cõi Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, song cũng đồng nằm trong định luật nghiệp báo luân hồi trong ba cõi sáu đường. Cho nên Đức Thầy gọi là xuống xuống, lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Kính thưa quý vị, về việc nghiệp báo luân hồi, mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại một câu chuyện. Thở Đức Phật còn trụ thế, một hôm Ngài vừa thuyết pháp ở suối A Nậu Sa. Vừa thuyết pháp xong thì bỗng Ngài bị bệnh nhức đầu dữ dội, và trong lúc đó quân đội của vua Lưu Ly và quân sư Háo Khổ kéo đến dây thành Ca Tỳ La Vệ, quyết tiêu diệt dòng họ Thích. Bây giờ trưởng giả Xá Lợi Phất liền quỳ xuống bạch hỏi Đức Thế Tôn, nguyên do túc nghiệp gì mà hôm nay có chuyện xảy ra như thế? Phật liền đáp: thở xa xưa, cách đây rất lâu, tại thành La Diệp Kỳ, dân chúng bị nạn hạn hán, phải chết đói đau khổ rất khổ sở rất nhiều. Người ta phải ăn cả rau cỏ và củ lá của các cây mà sống đỡ qua ngày. Tại thôn Chi Diệt này là không còn vật gì cho dân chúng ăn nữa, họ bèn di cư đến ở chung quanh cái hồ Đa Ngư để hàng ngày bắt cá ở dưới hồ ăn đỡ đói. Thì các người xuống dưới hồ đó để mà chài lưới, sau khi được cá thì đem lên bờ làm thịt. Cá nhảy túa dưới đất thì lúc đó có một đứa bé độ 4-5 tuổi thấy cá nhảy thì chú bé vui mừng, mới lấy que củi đập đầu cá và đập cho mình ăn, và còn đập cho người khác ăn nữa. Bây giờ ở cái dưới hồ Đa Ngư đó nó có hai con cá chúa, một là cá đa thiệt và hai là cá phù. Và hai con cá chúa này nó cùng nhau nghị luận rằng chúng ta vô can bị loài người ăn thịt oan uổng, đời đời chúng ta thể quyết là phải báo cái hận này mới được. Nói đến đó Phật dừng lại, rồi Phật kể tiếp là giữa dân chúng thôn Chi Diệt và các loài thủy tộc ở dưới hồ Đa Ngư đó, từ đó cứ luân chuyển trả vai những cái nghiệp quả với nhau mãi cho đến bây giờ. Thì bây giờ dân chúng ở thôn Chi Diệt đó, là bây giờ là vua tôi dân chúng ở trong dòng họ Thích, còn đứa nhỏ cầm que củi đập đầu cá đó, là ta. Đức Phật nói như thế. Còn vua Lưu Ly và Háo Khổ là hai con cá chúa, còn các loài thủy tộc bây giờ đó là quân lính của vua Lưu Ly. Thì nguyên nhân mà gây chuyện đó là khi hoàng hậu vua Ba Tư Nặc từ trần, vua liền đến hỏi cưới một công chúa ở bên dòng họ Thích. Vì lúc đó là dòng họ Thích đó là giờ đông đảo và cái một nước hùng mạnh và răng rắc. Nhưng ở trong dòng họ Thích á,
thì chê vua Ba Tư Nặc là đã già, mà cũng là một vua nước nhỏ, nhưng xong về muốn giao hảo cho nên lựa một tỳ nữ Trá Hôn làm công nương để gả cho vua Ba Tư Nặc. Và thời gian sau đó mới sanh được Thái tử Lưu Ly. Khi Thái tử Lưu Ly lên 7 tuổi thì háo khổ mới dắt vua Lưu Ly về giếng ở quê ngoại. Bây giờ bên dòng họ Thích đó, đang lập cái pháp tòa sư tử, chuẩn bị để rước Phật về thuyết pháp. Cho nên vua Lưu Ly thì nhỏ lớn lên không biết, thấy cái ghế cao đẹp cho nên mới leo lên đó ngồi chơi. Thế là bị quân hầu mới nắm kéo xuống và mắng rằng: đồ con có thị tỳ chứ công nương gì đấy mà qua đây dám trèo leo như thế. Thì Thái tử Lưu Ly mắc cỡ quá cho nên mới giờ nổi giận, mới bảo háo khổ rằng: nhà ngươi phải nhớ ghi vào sổ tay, để sau khi mà ta lớn lên được thay ngôi cha đó thì nhà ngươi sẽ nhắc ta để đem quân đến đánh báo thù, rửa cái nhục ngày hôm nay. Thì ít lâu quả là vua Ba Tư Nặc thăng hạ, Lưu Ly là mới lên nối ngôi, liền thăng chức cho háo khổ là quân sư. Háo khổ liền nhắc lại cái mối hận xưa. Vua Lưu Ly liền kiểm điểm binh mã và kéo đến đánh dòng họ Thích. Bây giờ quân binh ở trong thành Ca Tỳ La Vệ đã thọ tam quy ngũ giới, nhưng hôm nay có giặc đến buộc lòng phải kéo ra để chống cự. Xong tướng binh đều dùng cung tên bắn bổng lên trời chớ không bắn ngay qua đối thủ. Vua Lưu Ly thấy vậy nghĩ rằng người ta không bắn mình mà mình ở nào lại mà giết hại người ta, liền ra lệnh kéo binh trở về. Nhưng ít lâu sau háo khổ cũng lại nhắc lại cái hận thù nữa, thì vua Lưu Ly cũng mỗi lần nhắc đến là nổi hận lên, liền kéo binh sang đánh dòng họ Thích nữa. Lần này Đức Phật biết trước cho nên Ngài đến ngồi dưới gốc một cái cây cổ thọ đã chết khô lá tại biên giới hai nước đó. Vua Lưu Ly tiến binh tới đó thì sải có quân báo rằng có Phật ngồi chặn đường. Nghe báo, vua liền đến quỳ trước mặt Phật để làm lễ Phật. Phật liền kêu vua Lưu Ly bảo: cây có cội, nước có nguồn, quân dân thành Ca Tỳ La Vệ dù sao cũng là dòng dõi bên ngoài của nhà vua. Nếu nhà vua quyết đến mà giết hại thì chẳng khác nào cái cây khô này, gốc rễ chết rồi thì cây lá cũng không còn. Quan nghiệp nên quá giải chứ không nên kết cấu thêm nữa. Nghe Phật nói như vậy, vua Lưu Ly hồi tỉnh liền kéo quân trở về. Nhưng qua thời gian sau, háo khổ lại nhắc lại cái mối hận nữa, mà hãy khi nghe nhắc đến đó, thì cái mối hận thù cũ nó sống lại dũng mãnh hơn các kỳ trước nữa. Cho nên vua Lưu Ly nhất định rằng kỳ này kéo quân đến để mà dây thành Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ Đức Mục Kiền Liên hay biết chuyện đó mới đến bạch với Phật để xin cho ông cứu dòng họ Thích, bởi vì ông là bậc thần thông đệ nhất ở trong số đệ tử của Phật. Phật bảo: này Mục Kiền Liên, nghiệp quả đến đây nó không có thể nào là cứu được nữa, vì nó đã mùi rồi, nó phải là kết quả thôi. Mặc dầu Phật nói như vậy, nhưng Mục Kiền Liên cũng lén Phật dụng thần thông, đem 500 người họ Thích đó, là những người có tu hiền, cho nên lên giấu ở trên cung trời đau lại. Khi binh vua Lưu Ly tràn vào thành sát hại quan dân, chỉ còn một ít trốn thoát, còn 500 người dòng họ Thích mà Mục Kiền Liên đem giấu trên cung trời đau lại đó, thì nghe cái tin ấy cũng giật mình té xuống chết hết một lượt. Bây giờ tôn giả A Nan
lấy làm thắc mắc, bèn bạch hỏi Đức Thế Tôn là tuy là cái tiền nghiệp như Ngài đã kể như vậy, nhưng mà hiện giờ dòng họ Thích chết như thế này, vậy còn cái công phước tu hành ở đâu mà không bù trừ được? Và quân lính vua Lưu Ly sát hại người tu hành như thế này rồi sao? Phật liền giải đáp: Này A Nan, ông đừng nghi ngờ, luật nhân quả rất nghiêm minh. Nhân sát hại thì dòng họ Thích đã gieo từ trước, thì bây giờ phải gặt cái quả chết chóc trước. Còn cái nhân tu hiền của dòng họ Thích mới gieo đây thì gặt quả sau. Hiện giờ họ đã sanh lên thiên đường. Còn cái phần mà vua Tâu Dư Lưu Ly thì giết dòng họ Thích là họ đòi cái nợ trước. Ta đã một lần đoán đường quá giải mà họ không chịu hồi tâm dừng lại, nay vẫn tiếp tục gây nghiệp thêm, thì 7 ngày nữa A Nan sẽ biết rõ. Ta cũng hết phương cứu vua Tâu Dư Lưu Ly nữa. Riêng về Phật thì A Nan và các người ở trong dòng họ Thích, tức là Phật nói với ông A Nan vậy. Riêng về Đức Phật và cũng như ông A Nan và các người ở trong dòng họ Thích mà đang ở chung quanh Phật đó, thì đều nhờ cái sự tu hành nhiều kiếp, công đức sâu dày, cho nên mới thoát khỏi cái chết về binh đao như các người kia. Còn phần vua Tâu Dư Lưu Ly sau khi thắng trận, tôm góp vàng bạc trở về đến một cái bãi biển, liền dừng quân mở tiệc khao thưởng tướng sĩ, ca khúc khải hoàn. Tối lại đêm đó đó, bỗng có một trận đại hồng thủy nổi lên, bãi biển ấy bị sụp nhận chìm vua tôi và quân lính của vua Lưu Ly là chìm sâu dưới đáy biển hết. Thưa quý vị, qua câu chuyện tôi vừa kể, các tín hữu chiêm nghiệm sẽ thấy rất rõ, hễ tạo cộng nghiệp thì bị gặt cộng quả, còn gây biệt nghiệp thì hưởng cá nhân. Lành dữ gì cũng thế, đâu đó rõ ràng, không hề sai lệch. Ở đây tôi muốn nói là cái cộng nghiệp là tất cả dân chúng ở thôn Chi Diệp đều làm một cái việc là sát hại cái loài thủy tộc dưới hồ Đa Ngư, cho nên sau này phải bị là vua Tâu Lưu Ly giết lại một lượt như vậy. Còn riêng về cá nhân á, biệt nghiệp là cá nhân, trong đó có như Đức Phật, ông A Nan và tất cả những người mà trong dòng họ Thích xuất gia tu hành á, thì trong cái cộng nghiệp là chịu khổ, nhưng mà có cái biệt nghiệp là tu hành, là tinh tấn được công đức sâu dày, cho nên mới được thoát khỏi cái nghiệp đó. Để chúng ta xét lại về cái thân của chúng ta hiện giờ, hẳn nhiên là đã có tạo nghiệp bất lành từ trước, chúng ta mới luân hồi trở lại đây để mà chịu khổ. Cho nên Đức Thầy mới bảo là do nghiệp chướng lâu đời, Đức Thầy nói cái câu đó là bởi nghiệp chướng lâu đời chúng ta mới là luân hồi trở lại đây để mà chịu khổ. Chúng sanh mới xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Cũng như Ngài đã nhắc thêm, nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, là ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáo nẻo khôn lần bước ra. Thưa quý vị, chúng ta chuyển qua cái phần thứ ba, cái phần thứ ba đó là ý thức mê lầm. Vậy thì nguyên nhân mà nó sanh ra cái sự luân hồi thống khổ và xuống xuống lên lên đó là do nơi cái ý thức mê lầm của chúng ta. Cũng như chúng ta đã hiểu qua luân hồi, qua sắc thân khác á, là bị chi phối bởi nghiệp chướng vô minh phiền não từ trước. Nên hột giống ô nhiễm mê lầm đã có sẵn ở trong tàng thức của mỗi chúng ta. Từ đó, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thường mê nhiễm theo 6 trần là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon béo, sự sung sướng và danh vị cao sang. Nhận làm thân ô uế giả hợp, cho là thật, là trong sạch thơm tho. Rồi bao nhiêu sự giàu sang của tiền, sự nghiệp, hạnh phúc, tình yêu, vân vân sẽ giữ còn vĩnh cửu.
Mãi đến khi sắp lìa đời mà lòng tham ái của mỗi chúng sanh vẫn còn. Cho nên linh hồn phải luân hồi trở lại để tiếp tục con đường mê lầm khổ não nữa. Cho nên Đức Thầy bảo, từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắc trong vòng sanh tử luân hồi. Rồi đến cái tiết mục thứ tư là vô thường, vô ngã. Thưa quý vị, muốn tránh khổ và tận diệt nguyên nhân sanh khổ, hành giả phải quán xét lý vô thường, vô ngã. Thì, thứ nhất á, là sắc thân vô thường. Ở trong cái phần vô thường này nó chia ra làm ba. Phần thứ nhất là sắc thân vô thường, chúng ta phải xét cái sắc thân này. Là xét rằng bởi do nhân duyên hòa hợp từ linh hồn và sự cấu tạo tinh quyết của cha mẹ cùng bốn chất là đất, nước, gió, lửa để tạo thành cái sắc thân của chúng ta. Cho nên là khi các cái nhân duyên ấy đó nó hết, thì sắc thân phải tan rã và trả về cho tứ đại. Ngay từ thở nhỏ đó cho đến lớn khôn thì cái thân xác của chúng ta cũng đã biến đổi theo thời gian, huống chi là đã đến già chết. Cho nên người xưa người ta từng bảo là quân bất kiến cao đường, binh cảnh bi bạch pháp, triêu như thanh ti, mộ như tuyết. Có nghĩa là kìa, sao anh không thấy cha già soi gương buồn tóc bạc, sớm như tre xanh, chiều trắng như tuyết. Và người xưa cũng bảo là tuồng quyển quá ai bài ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu sanh trì. Đức Thầy nay cũng dạy chúng ta trải bao phen giải gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyển thân tan nát. Nên để chuyển đến cái tiết mục thứ hai là cảnh vật vô thường. Chúng ta đã nhận rõ xác thân đã là vô thường thì mọi cảnh vật cũng theo thời gian mà biến đổi và tan mất. Cuộc tang thương dâu bể cảnh trần, Đức Thầy đã xác nhận như vậy. Thế thì bao nhiêu sự nghiệp phú quý vinh hoa, bao nhiêu ruộng vườn tiền của vợ đẹp con ngoan, thân bằng bạn hữu của chúng ta cũng không giữ còn mãi được. Nên người xưa thường bảo, thương mấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có như không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết, danh lợi giàu sang rốt cuộc không. Trăm khéo trăm khôn toàn giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng phủi không. Thưa quý vị, Đức Thầy bảo kiếp sống và mọi cảnh vật của mỗi người chỉ là giấc mộng nam kha chốn thế trần, hay là công danh phú quý chung quần mộng. Xưa ông Lý Công Tá đời Đường có làm bài Nam Kha Ký kể lại câu chuyện của Thuần Du Phần. Một hôm Thuần Du Phần dạo chơi ngắm cảnh thì dừng chân dưới gốc cây què. Ông ấy mắt võng nằm nghỉ rồi ngủ quên. Du Phần nằm chiêm bao, thấy mình đến nước què An thi đỗ cao, được vua gả công chúa và phong làm phò mã, phần hưởng sự vinh sang phú quý. Sau một thời gian, Du Phần lại được vua phong làm quan thái thú trấn tại quận Nam Kha. Kế đó thì có giặc xâm chiếm, Du Phần phải đem quân chống cự nhưng bị thất trận, công chúa phải bệnh nặng rồi chết. Nhà vua đem lòng nghi kỵ liền cách chức đuổi về. Du Phần quá ức lòng buồn tủi, chợt tỉnh giấc thấy mình còn nằm dưới gốc cây què. Thần nghĩ ra cuộc đời vinh sang phú quý của mình vừa qua chỉ là trong một giấc mộng vậy thôi. Du Phần chán nản kiếp sống hiện tại liền bỏ nhà tu. Từ đó các nhà văn người ta thường dùng cái giấc Nam Kha để chỉ cho cái gì giả tạm không bền chắc, ví như giấc mộng. Nên Cung Quán Năm Khúc cũng có câu: giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không.
Và hiện nay Đức Thầy thì Ngài hằng kêu gọi chúng ta bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Thưa quý vị, đến cái tiết mục thứ ba là vọng tâm vô thường. Chúng ta đã xét, đã từ vọng tâm mà sanh, thì kiếp sống của con người cũng do vọng tâm sai khiến. Cho nên bao sự vui buồn, thương ghét, giận tức, vân vân, làm đảo lộn tâm trí của con người, không lúc nào bình yên dừng nghỉ. Ví như con dượng chuyền cây hết cành này rồi sang cành khác, cũng như con ngựa rong chạy khắp nơi không giờ phút ngừng, nên gọi là tâm viên ý mã. Thế thì từ sắc thân, cảnh vật đến vọng tâm đều là ảo ảnh vô thường, là vô ngã, chẳng có cái gì còn mãi và thật của ta. Cho nên cổ đức thường bảo là thế thượng vạn ban đô thị giả, nhân gian đạo đức quả duy chân. Có nghĩa trên đời không vật chi là thật, chỉ có đạo màu mới thật chân. Còn trong kinh Kim Cang thì Đức Phật đã bảo: nhất thiết hữu di pháp, như mộng ảo bào ảnh, như lộ dịch như điển, đương tác như thị quan. Xin tạm dịch là Phật rằng muôn pháp trong đời dĩ như sương bọt giữa trời dễ tan, chim bao điện chớp tiếng vang, đến như thân xác hơi tàn còn đâu. Đức Thầy hiện nay thì Ngài cũng xác định gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khách tài quá. Cho nên Ngài mới kêu gọi hầu hết nhân sinh nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ, hoặc là phù sinh nhược mỏng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Thưa quý vị, vừa qua đó là hết cái phần đam mê, bây giờ đến cái phần thứ hai là cái phần tỉnh ngộ, căn cứ vào bài pháp luận mà Đức Thầy đã viết đó. Thì cái tiết mục thứ nhất là sau khi tỉnh ngộ phải nương đèn trí huệ để mà tiến tới Niết Bàn, là nhờ cái tiếng chuông đạo pháp của Đức Thầy chúng ta mới sực tỉnh giấc mộng trần gian, nhận rõ kiếp sống đầy khổ đau vô thường và vô ngã, chúng ta mới thức tỉnh tu hành quy Tam Bảo. Thế là chúng ta đã được bước vào ngưỡng cửa của con đường để mà tiến tới Niết Bàn. Vì nơi đó đó thì sẽ trường tồn bất diệt, có đủ bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Nhưng muốn tiến tới mục đích ấy đó, thì theo Đức Thầy dạy tất cả môn đồ là phải nương đèn trí huệ ly sức phàm trần. Trong chánh văn Đức Thầy bảo như thế. Vậy thì cái đèn trí huệ ở đâu? Chúng ta mới tu làm sao có trí huệ? Cho nên chúng ta phải nương cái đèn trí huệ của Đức Thầy, mà Đức Thầy đã thường dạy: nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng từ bi diệt dục lòng. Vậy thì cái trí huệ của Đức Thầy ở đây đó, tức là cái Đức Thầy dùng cái trí huệ siêu màu đó mà viết ra Kệ Cơ Sám Giảng. Cho nên cái trí huệ Đức Thầy là chúng ta thấy là trong cái lời lẽ Kệ Cơ Sám Giảng của Đức Thầy, đó là tượng trưng cho trí huệ. Vì Đức Thầy dùng cái trí huệ mới viết ra được cái những lời lẽ khuyên hóa nhân sinh đó. Thì trong lúc đó đó, ở trong cái Kệ Cơ Sám Giảng của Đức Thầy đó, nó có đủ phương cách để giúp ta rèn trí huệ, trưởng phước điền và đạt chân lý. Đó là những cái điểm quan trọng, cũng như là giúp cho chúng ta là diệt được cái lòng dục nhiễm danh lợi tình, để chúng ta biết bước tới Niết Bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Đó là Đức Thầy khai Phật tri kiến cho chúng ta, là mở cái cho chúng ta thấy rõ cái tánh Phật ở trong lòng của chúng ta, tức là từ cái chỗ ngưỡng của đạo mà chúng ta tiến đến Niết Bàn. Và cái điểm thứ hai đó là nhận xét chữ quy y.
Sau khi mà là chúng ta đã hiểu cái phần tổng quát về đại cương đó rồi đó, thức tỉnh tu hành rồi đó, thì chúng ta phải bắt đầu như Đức Thầy đã bảo, chúng ta phải trở lại để nhận xét cái chữ quy y là cái con đường đạo mà từ ngưỡng cửa đến mục đích đó, không phải là chúng ta bước một cái mà tới được. Vậy thì mỗi hành giả, tức là mỗi người tu hành của chúng ta đó, phải đi tuần tự thứ lớp đường đạo đức, bước đi từ nát theo Đức Thầy dạy như vậy. Cho nên là sau khi thức tỉnh và dập một hướng nhắm tận tới niết bàn, thì Đức Thầy dạy tín đồ cần xét lại cái bước đầu cho thấu đạt ý nghĩa của hai chữ quy y. Ngài dạy chữ quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đạo Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Thưa quý vị, là bởi có nương về với Tam Bảo và có hành trì theo hạnh đức và lời giáo huấn của Phật Pháp Tăng, có cải hối ăn năn làm lành lánh dữ và có giữ tròn giới luật mới xứng đáng là một tín đồ của đạo. Chính đó là nấc thang đầu, là nền tảng của tam thừa tứ quả. Nên nhà tu muốn đạt đến quả vị nào trong đạo Phật cũng phải khởi hành từ hai chữ quy y. Vào mùa xuân năm Canh Thìn 1940, một hôm nọ là có ông Nguyễn Văn Đô ở xã Phú Thuận đến viếng Đức Thầy và được dự nghe một cái buổi thuyết pháp của Ngài. Khi Đức Thầy thuyết giảng đạo đức vừa xong á, thì bỗng có một số quý bà quý cô từ ở ngoài đường đi vào tổ đình. Sau khi kính lễ rồi thì tới trước Đức Thầy chắp tay kính cẩn chào Ngài. Đức Thầy liền cúi đầu chào lại rồi hỏi tiếp: mấy bà đến đây mà đã có quy y chưa? Trong các bà đã mấy đồng kính cẩn: thưa bạch Đức Thầy, chúng tôi đã quy y rồi. Đức Thầy vui vẻ đáp: tốt lắm, nhưng quy y thì phải ráng hành y nha. Từ đây đó, các bà nên sửa mình, trao tâm và niệm Phật. Nhất là niệm Phật là phải niệm niệm nối liền, tùng tâm khởi niệm, Phật bất ly tâm. Nghĩa là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi về thời khắc. Bữa củi, giã gạo, xách nước, nấu cơm, quét nhà cũng đều tu đều niệm Phật được cả. Thưa quý vị, Đức Thầy nói đến đó thì các bà là đều cúi đầu và tỏ ý vui mừng và dâng theo lời chỉ giáo. Vậy để tóm kết đề mục quy y, chúng ta nên thiết nghĩ nên tâm niệm câu giảng, hai câu giảng của Đức Thầy, nó có gồm đủ sự và lý, tự giác giác tha. Quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Chúng tôi dừng lại ở đây để trao đổi với quý vị hai câu giảng này mà chúng tôi đề nghị là chúng ta phải tâm niệm, vì nó gồm đủ sự và lý và tự giác giác tha. Qua cái câu đầu là Đức Thầy bảo chúng ta phải thực hành, là hãy đã có quy y thì phải ráng hành y, cũng như Đức Thầy định nghĩa một cái đoạn mà tôi đọc hồi nãy đó, tôi nhắc lại hồi nãy. Mà cái hành y đây á, cái mục đích quan trọng á, là phải làm sao cho lòng thanh tịnh. Bởi vì hãy quy y Phật thì phải làm theo hạnh Phật để thành Phật như Ngài. Mà Ngài á, các Ngài nhờ cái lòng thanh tịnh mà thành Phật. Thì bây giờ cái điều quan trọng chúng ta là phải làm sao giữ lòng thanh tịnh. Mà chúng ta giữ được cái lòng thanh tịnh á, thì tất nhiên chúng ta được thấy chân tâm, được kiến tánh. Nhưng mà ở đó chúng ta mới được cái phần tự giác. Cho nên phải mở lòng từ bi để giúp đời nữa là mới được giác tha. Mà hễ có tự giác và giác tha thì tất nhiên sẽ đạt đến giác hạnh viên mãn, tức là thành Phật.
Cho nên hai cái câu giảng này đó thầy dạy chúng ta hết sức là quan trọng. Cho nên chúng tôi lưu ý là chúng ta cần phải tâm niệm để mà cùng nhau thực hành cho được kết quả. Về đến cái phần thứ ba đó là chúng ta bắt đầu xét về cái sự nghiêm trì giới luật. Thưa quý vị, mà Đức Thầy bảo rằng ở trong nguyên văn đó thì Đức Thầy nói là cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Giờ đây chúng ta mới tìm hiểu cái ý nghĩa. Xưa nay là người tu Phật thể phát nguyện quy y thì phải thọ giới. Cái chuyện đó nó phải như vậy rồi. Cho nên sau cái phần nhận xét về chữ quy y thì Đức Thầy liền đề cập đến cái sự trì giới. Ngài nói rằng điều cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, như chúng tôi vừa nhắc lại đó. Là bởi cái sự nghiêm trì giới luật á, thì sẽ ngăn chặn được các điều tội ác của thân khẩu ý và nội ma ngoại cảnh không còn giấy động hay là khiêu gợi phá phấy nữa. Giới luật như cái hàng rào giữ không cho heo gà phá rẫy, là hai bờ lề của con lộ giúp xe cộ khỏi chạy trượt xuống hư hô, và cũng là hai cái hàng lan can cầu để xe và hành khách qua cầu không bị rớt xuống sông. Cho nên Đức Thầy hàng dạy là bố thí trì chay giữ giới mà, hoặc gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Thưa quý vị, diệu năng của giới luật thật là vô lượng vô biên. Cho nên cổ đức đã từng bảo là giới minh như nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, duy trần bồ tát chúng, do thị thành chánh giác. Có nghĩa là giới luật á, nó sáng như mặt nhật mặt nguyệt, và cũng như hột châu anh lạc, chư bồ tát đông như số duy trần đều nhờ trì giới mà thành tựu ngôi chánh giác. Và các ngài luôn luôn xác định tam thế Phật pháp giới di căn bản, bản chi bất tu đạo diễn hồ tai. Có nghĩa là chư Phật ba đời tu hành đều lấy giới luật làm căn bản, mà căn bản không tu thì xa đạo lắm rồi. Cho nên quả quyết rằng nếu người tu không gìn giới luật thì không xứng đáng là một Phật tử hay là một tín đồ, thì trong gì tiến đến tứ quả tam thừa cho đặc. Cho nên năm 1946, lúc đó thì Đức Thầy đang cư trú tại miền Đông. Một hôm thì có đông đủ anh em Bình Xuyên và một số tín đồ. Đức Thầy liền đưa ra đố các người có mặt ở hôm ấy đó một bài toán đố gồm có 8 con số 8. Thầy nói là nếu ai sắp làm sao mà cộng xuống được 1000 á là đúng. Lúc đó mọi người đều sắp đủ cách nhưng cộng không trúng. Cuối cùng họ chịu thua và để nhờ Đức Thầy sắp hộ. Đức Thầy liền bước lại bảng đen, viết cái hàng trên hết á là 3 con số 8. Rồi cái hàng kế đó là 2 con, còn lại 3 con số là ngài sắp theo cái hàng đơn vị, rồi gạch ngang cộng xuống là đúng 1000. Lúc bấy giờ cả hội trường đều vỗ tay tán thưởng. Đợi tiếng vỗ tay chấm dứt á, Đức Thầy mới nói: ở đây mới có đúng một phần về cái phần sự của bài toán mà thôi, còn cái phần lý của nó đó là tôi ám chỉ, là Đức Thầy nói là Đức Thầy ám chỉ cho 8 điều răn cấm mà tôi đã ấn định cho mỗi tín đồ phải gìn giữ theo đó. Nếu mỗi người mà đều nghiêm chỉnh mà gìn giữ đừng vi phạm một điều nào á thì tất được kết thành 1000 việc phước nhân dưới đây. Trong 1000 việc phước nhân này đó, nó có diệu năng đưa mình đến hội Long Hoa hay về cõi Cực Lạc. Kính thưa quý vị, là một môn đồ của Đức Thầy như chúng ta hiện giờ, chắc ai cũng thuộc lào 8 điều răn cấm hết. Chỉ còn là tìm hiểu nghĩa và giữ gìn cho trọn vẹn là kết quả. Ở đây tôi không thể giải hết cái chi tiết gì ở trong phận di tiết mục của cái bài Lời Khuyên Bổn Đạo, cho nên chỉ đề cập tổng quát mà thôi. Chúng ta cũng cần nên biết thêm là 8 điều răn cấm còn gồm đủ 2 chữ pháp giới của đạo Phật,
Nghĩa là tất cả điều nào mà Đức Thầy cấm không cho làm, tránh đi, chừa bỏ, đừng vi phạm đó, thì thuộc về giới. Cũng như Đức Thầy bảo đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian vậy đó, mấy cái chuyện nào mà không cho làm. Còn cái điều nào mà Ngài dạy phải thi hành, phải nói, phải làm, phải nghĩ, phải tưởng nhớ, thì để đem lại lợi ích cho quần sanh đó, đó là thuộc về pháp. Mà nói chung là hai chữ pháp giới là gồm đủ tam tàng kinh điển. Vì khi xưa Đức Phật có lời di chúc rằng: anh ăn ơi, sau khi ta tịch diệt, các ngươi đừng có lo không thầy. Ta có để lại cái pháp giới, nó là thầy của các ngươi, nó ủng hộ các ngươi, nó bảo trợ các ngươi. Một thầy tu chân chánh nó cần phải tôn trọng pháp giới cũng như trọng Phật vậy. Thưa quý vị, hôm nay Đức Thầy chúng ta xa vắng, nhưng Đức Thầy cũng để lại cái pháp giới như Đức Phật hồi xưa. Vậy thì toàn thể anh em tín hữu chúng ta cần phải tôn trọng và gìn giữ cho nó đúng theo lời chỉ giáo, thì chúng ta sẽ được trọn vẹn theo cái ý Đức Thầy dạy tín đồ. Hơn nữa là tám điều răn cấm còn gồm nhiếp tam thủ giới của hạnh Bồ Tát. Có dịp chúng tôi sẽ trình bày vấn đề này trong một đề tài khác. Ở đây chúng tôi xin tóm lại là một tín đồ Phật giáo hòa hảo, mỗi anh chị em tín hữu chúng ta nên cố gắng gìn giữ cho nghiêm chỉnh tám điều răn cấm. Chính nó là then chốt, là căn bản đầu tiên, rồi lần lượt chúng ta sẽ tiến tới thập bát giới, tức là sáu căn, sáu trần và sáu thức, để đắc lục thông thành quả A-la-hán. Như kinh Phật có câu là nhân căn trần thanh tịnh như đắc lục thông thì hiện giả giả. Có nghĩa là sáu căn mà đối với sáu trần á, lòng vẫn an nhiên thanh tịnh, không duyên theo đó, thì tự nhiên sẽ đắc được sáu pháp thần thông. Về đến cái mục thứ tư á, là Đức Thầy dạy chúng ta phải xét về sự lễ bái. Đây là nói đến hai thời cúng lại của mỗi tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thưa quý vị, hãy có quy y thọ giới thì phải có lễ bái. Cái đó là cái việc đương nhiên, một tín đồ của tông phái nào cũng vậy. Nhưng tại sao Đức Thầy cho biết sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm? Vì cái hồi mà chúng ta chưa tu á, thì lúc nào tâm ý của chúng ta cũng buông lung theo vọng trần, xấu xa, ích kỷ, suốt ngày đêm không phút nào dừng lặng, nó gọi là tâm duyên ý mã. Giờ đây chúng ta muốn cải đổi cho cái tâm được trở lại lòng thanh tịnh, tốt lành, từ bi bác ái, thì nhờ hai thời lễ bái đó, nó nhắc nhở ta trở lại tâm hồn đó. Rồi chúng ta tập lần cho đến đi đứng nằm ngồi đều được như vậy hết. Nếu hồi trước giờ mà nếu không nhờ hai cái thời lễ bái thì suốt ngày suốt đêm chúng ta không nghĩ đến cái việc phải, luôn luôn là cứ vọng trần, sẵn xiên tà khúc mà. Cho nên nhờ trong hai cái thời lễ bái đó sửa sẵn đi cúng, chúng ta bắt đầu là buông xả hết muôn duyên, để cái tâm chúng ta niệm Phật, trụ lại cái tâm cái chỗ lễ mà gom nhất cái tư tưởng mình, tức là nhất tâm, rồi chúng ta mới thành kính cầu nguyện, thì tất nhiên là trong đó chúng ta chỉ còn tưởng Phật và niệm Phật theo các cái bài nguyện cầu của mình. Do đó mà chúng ta thanh tịnh được trong hai thời lễ bái. Rồi lần lượt chúng ta đến cái đi đứng nằm ngồi, là uống ăn ngủ nghỉ và mọi sự sinh hoạt gì, chúng ta cũng giữ cái tâm hồn trở lại cái chỗ thuần chánh hay là tượng Phật, thì sẽ kết quả. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta sớm tối đi nằm y chánh pháp. Đây là sức tự lực thiền tông. Chúng ta cần phải lưu ý một cái câu then chốt này, nó rất quan trọng. Dầu đi đứng nằm ngồi gì cũng phải y theo chánh pháp mà hành, tức là có thể như chúng ta y theo bát chánh đạo. Thì chúng ta được như vậy đó, thì tức là cái tâm phàm phu chúng ta sẽ trở thành Phật thánh. Như Đức Thầy đã xác định là thì hiền lương quên mất điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Thì lúc nào cũng thuần chánh thì tất nhiên lúc nào cũng hiền lương, thì cái điều tà nó đâu còn.
mà chúng ta được cái đó là đạt được cái hạnh phúc. Nhưng mà được cái hạnh phúc đó là phải nhờ cái lòng cố gắng. Vì hồi đó tới bây giờ cái tâm chúng ta cứ duyên theo cảnh như chúng tôi vừa giải rồi đó. Mà bây giờ chúng ta muốn nó trở lại thuần chánh, nó trở lại nhớ Phật, thì nó cả một vấn đề khó, cho nên phải cố gắng. Thì có cố gắng thì nhất định sẽ thành công. Vì lẽ đó mà cái sự lễ bái á, gọi tuy gọi là món trợ đạo, thì nó là cái sự mà trợ đạo ở bên ngoài. Còn cái vấn đề tu sửa đó là chánh nhân, chúng ta phải xác nhận định nó như vậy. Mà rõ ràng ý Đức Thầy cũng nói như vậy, cho nên Đức Thầy mới nói sự lễ bái là điều phụ thuộc. Còn như tôi vừa nói là còn tu sửa là chánh nhân, nó là quan trọng. Cũng ví như là đất và phân nước vậy đó, giúp cho cái hột giống được lên cây trái. Đất và phân nước nó là phụ, nhưng mà hột giống là chánh nhân. Nhưng mà nếu không có phân nước và đất đó, thì cái hột cây trái đó, cái chánh nhân nó không có lên được. Nó tuy là phụ thuộc nhưng cũng rất cần. Cho nên là cái sự lễ bái cũng là rất cần cho cái sự hành đạo. Hành giả phải áp dụng cả hai cho đến khi nào thành quả. Nghĩa là chúng ta vừa cái phần chánh nhân là ngồi đâu cũng sửa, mà cũng vừa phải là lễ bái, chúng ta mới thâu lượm cái kết quả trọn vẹn được. Kính thưa quý vị, tiếp đây là đến cái phần thứ năm, tức là xét về tâm nghiệp. Tâm nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nó nảy sanh ra 10 điều ác. Mỗi chúng sanh đã gây tạo từ vô lượng kiếp, rồi vay trả, trả vay, lưu truyền tới giờ. Chính nó là hột giống sanh tử, là nghiệp nợ nặng nề hơn hết, nhất là khẩu nghiệp. Người tu dễ phạm lắm, vì hai nghiệp thân và ý thì mỗi nghiệp chỉ có 3 điều ác, còn khẩu nghiệp thì nó sanh tới 4 điều ác. Vậy nhà tu nên cẩn trọng lắm mới khỏi vi phạm. Khi xưa ở một vùng nọ bị nạn hạn hán, thì trong lúc đó các ao hồ lần lần bị cạn hết. Thì có trong một cái ao nọ đó thì cũng sắp cạn, thì cá tép nó chết lần lần, chỉ còn có một con rùa đang nằm than thở. Chỉ ít ngày nữa trời không mưa, chắc ta phải chết thôi. Lúc đó may đâu là có hai chú cò đáp xuống, thấy rùa như vậy, hai con cò mới kêu nói: "Bác rùa ơi, ao bác ở đây sắp cạn rồi, vì cách đây 10 dặm về hướng tây có cái ao nước vừa sâu vừa rộng, bác nên đến đó là ăn nhất." Bây giờ rùa mới trả lời: "Thân tôi như thế này, làm sao tôi vượt qua 10 dặm đường mà để đến đó trượt được các anh?" Thì lúc đó hai chú cò mới nói: "Bác đừng có quá lo sợ, hai tôi có cách đưa bác đi. Bác cứ ngậm vào giữa khúc cây này, thì hai chúng tôi cắn hai đầu bay đưa bác chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhưng có điều quan trọng là bác phải ngậm chắc vào cái cây, không được há miệng hay nói năng gì hết mới bảo toàn như ý được." Sau khi dặn dò xong rồi đó thì hai con cò mới cất cánh đưa rùa đi. Lúc đó thì rủi có một cái đám trẻ nó đang chơi giỡn, nhìn lên thấy liền reo ầm lên: "Coi kìa bé ơi, ngộ quá, hai con cò tha một con rùa." Trong lúc đó một đứa bé khác nó lại nói: "Thì rùa không biết bay thì phải nhờ cò chứ sao?" Rồi có một đứa khác á, nó lại cười rộ lên: "Ngộ quá ha, giống hệt hai thằng mỏng dắt một anh thầy mù." Lúc đầu thì rùa cũng cố nhịn làm thinh được, nhưng mà chừng bọn trẻ cười cợt quá thì rùa nổi sân lên, định mở miệng mắng chúng ít câu bỏ ghét. Không ngờ vừa mở miệng ra thì bị rơi xuống trúng đá chết. Cho nên sau này người ta có làm 4 câu thơ để chê rùa là không cẩn trọng cái gìn giữ cái miệng của mình: "Rùa kia số chết chỉ vì mình, thì nói làm chi lúc nín thinh,
trước đã miệng kềm cây chắc chắn, sau thì vì chút lưỡi phải tan tành. Thưa quý vị, vậy để ngăn ngừa khẩu nghiệp, xưa kia Lão Tử cũng đã bảo tắc kỳ đòi bế kỳ môn, chung thân bất cần. Có nghĩa là bên trong thì ngăn chừng lời nói, bên ngoài thì đóng cho chặt cửa miệng, thì trọn đời không lầm lỗi. Còn Đức Phật thì từng dạy khẩu nghiệp đa ư thân ý nhị nghiệp. Và ở đời biết bao người vì không giữ lấy miệng nên thường mang họa. Này các đệ tử, họa do nơi miệng phát sinh, vậy các con hãy giữ gìn cái miệng. Do đó Đức Thầy chúng ta hiện nay mới bảo là Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò là nặng nề hơn hết. Tóm lại là về đề mục này, là ai muốn giải thoát sinh tử là phải tịnh tam nghiệp, tức là chừa thập ác và hành thập thiện. Bởi có tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, theo Đức Thầy bảo như thế. Và Ngài còn cho biết thêm, ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Thưa quý vị, tới cái phần chính thứ ba đó là phương pháp thoát khổ đạt niết bàn. Thì trong cái đề mục này đó nó có những cái tiết mục nhỏ. Vậy thì phần tiết mục thứ nhất đó, là chúng ta tu trí huệ để trừ ma lòng. Vậy thì ma lòng có nghĩa là gì? Ma lòng là cái sức mạnh vô hình của các món phiền não nơi tâm tư của mình. Trong đó gồm có ma tâm độc, tức là tham sân si trong tâm ý của mỗi người. Thưa quý vị, cái điều này chúng tôi xin để giải thích một cái chữ tham thôi, thì đủ thấy nó tai hại như thế nào. Thở dĩ dí nó cũng là như một con ma đó, vì nó thúc giục mình làm những cái điều sai tội lỗi. Như Đức Thầy nói là tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Bây giờ chúng tôi chỉ nói một cái điều là tham sắc, chứng minh một cái câu chuyện. Quý vị đều có nghe cái câu chuyện của Trần Mũi Lý và Đoàn Minh Đạo, là tuy là hai người này tu đạo tiên, nhưng mà với cái giai thoại này nó cũng rất giúp ích cho chúng ta trên cái đường tu học, dầu là chúng ta tu Phật. Thì sau khi đã thành đạo rồi, được về thiên đường, sau khi hội bàn đạo ở trong cung của bà Diêu Trì Kim Mẫu, thì sau khi tiệc mãn đó, thì hai người mới cùng đi ra dạo cảnh. Thì ra tới ngoài vườn, qua đó mới hai người mới lén ngó cái sắc đẹp với nhau. Trong khi trở vô thì bà Diêu Trì Dương Mẫu biết rõ cái chuyện đó, cho nên mới kêu lại, mới nói rằng hai người muốn diệt, là muốn cái diệt luân hồi rồi. Vậy thì kiếp mau rời khỏi vị ngôi, dương trần trả quả cho rồi mới xong. Và bà dặn rằng nếu ăn năn một lòng tinh tiến được trở về dự kiến bồng lai, còn nhược bằng đắm nhiễm trần ai thì luân hồi trả quả không ngày nào ra. Thì tất nhiên không có năn nỉ gì được hết, bởi vì cái lòng tham sắc nó khởi lên, là cái ý đó, là con ma nó đã làm chủ cái bản tâm rồi. Do đó mà đã khởi lên cái ý niệm rồi, cho nên nhất định là phải đi luân hồi để mà trả quả. Nhưng mà sau khi xuống núi đó, tức là luân hồi trở lại cõi trần gian đó, thì hai người vì cái gốc tu từ trước, cho nên lớn lên cũng phát tâm tu hành để vào chùa tu hết. 20 năm quyết tu trì, nhưng mà lòng chẳng hết sân si não phiền. Nó hãy tham rồi nó tới sân si, nghĩa là không có hết cái đó. Bị thử thách bỗng liền thối chuyển, gặp sắc tài dội khiến động tâm, rồi trải qua hai kiếp thăng trầm cũng không siêu thoát, lâm thêm tội tình. Trải qua tới hai kiếp như vậy đó mà không có trở về được ngôi vị, mà còn lún vào cái nghiệp tội. Bởi vì trong cái lúc mà thỏa mãn cái lòng khát ái đó, lại tạo thêm những nghiệp tội lỗi, cho nên phải luân hồi nữa.
Nhưng mà đau khổ hơn hết là cái kiếp thứ ba đầu sinh một mẹ, tức là hai cái linh hồn nó đầu thai chung một gia đình. Khi lớn lên hai trẻ giành ăn, người anh nóng giận làm sằng chém đầu em bé một lần máu rơi. Mẹ hăm đánh anh thời chạy trốn rồi đi luôn chẳng lộn trở về. Mẫu hiền sầu thảm ủ ê, bỗng đâu mang bệnh hồn về âm cung. Người em gái vô cùng đau khổ, phận cúc côi không chỗ nương thân, đua theo chúng bạn lần lần xa qua trị lạc phong trần đó đây. Nghĩa là trong cái lúc là mồ côi từ thở nhỏ và người anh thì đi bạc tích không trở về, bây giờ phải nương theo chúng bạn rồi xa qua trị lạc khắp đó đây đi. Trải qua mười mấy năm trường mới gặp lại nhau, thì bởi tiền kiếp đã gây quan trái, tức là gây cái quan trái từ ở trên cõi trời, cho nên gặp người anh mà lại quên đi, nghĩa là không còn nhớ rõ là người anh của mình, mà người anh cũng không nhớ người em nữa. Cho nên cùng nhau kết nghĩa vậy thì đến kỳ sanh đặng hài nhi đẹp lòng. Một hôm vợ mượn chồng bắt chí, vừa xem qua thấy kỹ rõ ràng, trên đầu thẹo trắng văng ngang, hỏi ra mới biết hẳn toàn chuyện xưa. Vừa hối hận lại vừa buồn thảm, nằm không yên chẳng dám nói ra. Lúc đó cái người anh đó là không dám nói ra, bởi vì khi cái người em thuật lại là hồi đó là anh mình chém ở trên đầu bị cái thẹo đó đó, thì người anh buồn thảm quá, bây giờ nói ra sẽ em buồn thảm nữa. Cho nên mới tính kế là áo quần ăn mặc đôi ba, giả vờ đi chợ phương xa tách dời. Vợ ở nhà vậy thời trong mãi, chẳng thấy chồng trở lại gia trung. Bồng con tầm kiếm khắp cùng, leo lên dồ đá đứng trong tinh chồng. Suốt mười ngày vẫn không cơm nước, ấy chẳng qua hết phước sống còn, thân khô thành đã thon giòn, tiếng đời lưu lại là hòn giọng phu. Thưa quý vị, thấy rằng con ma tham sắc nó độc hại như thế nào. Cho nên đó là Đức Thầy bảo chúng ta phải dùng gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Mà cái đám ma ở trong tâm của mình đó, thứ nhất đó là ma phiền não tham sân si. Đức Lục Tổ Huệ Năng đã chứng kiến là tà kiến tam độc thật ma dương. Cái lòng tà kiến với cái tam độc tham sân si này nó là ma dương. Lúc tà mê là ma tại thân nương, mà khi chánh kiến nó thật thường tại thể. Thành cho nên chúng ta phải cố gắng mà dùng gươm trí huệ để mà dọn sạch ma lòng. Nhưng mà chưa hết đâu, nó còn nữa. Đến cái phần thứ nhì đó là ma ngũ ấm, tức là ma ngũ quẩn đó, là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là cái sắc thân của chúng ta, vì tham liếm cõi trần mới tạo ra sắc thân. Mang lấy cái sắc thân này nó đã là không thật, nó do tứ đại hợp thành mà nó cũng là ô uế. Nhưng mà chúng ta vẫn tham đắm, vẫn bị nó sai khiến. Bao nhiêu tâm cư trí não, bao nhiêu sức lực gì đó đều cũng là phụng sự cho cái sắc thân giả tạm này. Rồi thọ, theo kinh Phật giải đó, rồi cứ tưởng tượng những cái sai lầm, tưởng tượng những cái điều mà sai quấy. Rồi là, đó là sắc thọ tưởng, rồi hành thức, tức là mới hành động, đấy là hành động của tâm thức, mới đi tạo tác, đi làm rồi thức là phân biệt. Phân biệt cái sự phái quấy, sai quấy hư nên tốt xấu gì đó, tất cả mấy cái việc đó nó quay quần, nó sai khiến chúng ta, nó là những con ma. Nó là giả hợp mà chúng ta lại chấp nó là thật. Cho nên chúng ta đem tâm cơ trí lực làm cái sự tâu mọi cho nó sai khiến chúng ta luân hồi sanh tử. Chúng tôi cũng dừng ở đây để kể thêm, nhưng mà bây giờ ở phần đó là phần chúng tôi giảng theo cái tâm kinh của Đức Phật. Còn Đức Thầy ở chúng ta thì Ngài giảng ngũ ấm, tức là con ma ngũ ấm là tham sân si nhân ngã. Nói quý vị đọc quyển thứ tư á, và thấy Đức Thầy đã dạy rằng lời ta dạy phải nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Ngũ quẩn tức là ngũ ấm đó, là chữ tham trong ý muốn, mặc tình ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy việc cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thì quá làm dọc, phải tỉnh trí tìm nơi dụng tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gấp ta, cho nên phân biệt với người. Đây là
Đức Thầy mặc dầu giải cái văn từ không giống kinh Phật, nhưng nó cũng y ra, vì cái lòng tham lam mới tạo ra sắc thân. Đó. Tạo ra sắc thân á, thì nó có ngũ sáu căn nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì nó mới ô nhiễm theo sáu trần. Nó là cứ tưởng tượng theo cái chuyện đó, sắc thọ đó, rồi tưởng, thành thử ra rồi phân biệt nhân ngã. Quý vị, nó cũng y như ở bên kinh Phật giải là sắc thọ tưởng hình thức. Ở đây chúng tôi chỉ lược sơ thôi. Vậy thì cái lòng chấp nhân chấp ngã này đó, nó chỉ huy con người đi vào con đường luân hồi sinh tử, là nó sai khiến mình không có thoát ly ra được. Chúng tôi cũng xin kể lại một câu chuyện. Thưa quý vị nào có đọc truyện Thất Chân Nhân Quả thì đều có biết cái câu chuyện của ông Khưu Trường Xuân. Trên con đường tu hành của ông ấy là đã chín chắn lắm, nhưng mà khi mà ông gặp cái ông thầy tướng số 80 coi cái tướng cho ông đó, thì nói rằng ông có hai cái chỉ gọi là đàn xà tử khẩu, tả khẩu đó, tức là hai cái chỉ chạy vô khóe miệng đó, thì thế nào cũng phải chết đó thôi. Thì ông Khương Trường Xuân ông ấy cũng có cái lý luận rằng không có cái gì qua được sao. Thì ông 80 ông nói cố định rồi, ông mới chứng dụ là như hồi xưa ông Lương Võ Đế đó, có cái chỉ đó rồi cũng làm vua nhưng mà phải chết thôi. Và có một cái ông quan nào đó đó, thì ông bị cái chỉ đàn xà tả khẩu đó, rồi ông mới tâu với ông vua. Ông vua nói nhà ngươi đừng có lo chết đói, ta cho ngươi một cái núi bằng đồng để rồi đút tiền xài trọn đời không hết. Nhưng mà rủi tới chừng mà ông vua ông chết sớm đi, thì thái tử lên ngôi, thì các nịnh thần nó mới tâu hồi đó ông quan này đó, là ổng mưu xảo, ổng nói gạt ông vua để mà ổng hưởng cái núi đồng. Thế thì ông vua nhỏ này, ổng nghe lời cái ông nịnh này hàm tấu, ổng mới là thâu cái của cải đó lại, rồi bắt nhốt ông quan đó trong ngục bỏ đói ông chết. Nghĩa là ông 80 ổng lý luận như vậy là tất nhiên ông Khưu Trường Xuân nghe theo. Vì cái chấp cái xác thân này đã là giả tạm mà mình tiếc nó đó. Cho nên bây giờ phải an thận, nghĩa là cái này cũng làm cái chấp ngã để mà đi theo cái dòng chết đói đi, để kiếp sau họ tu, chứ kiếp này tu không được. Do đó mà ông đi tìm cái chỗ vắng, ông nằm hoài ở trên nó không đi sinh ăn 9-10 ngày như vậy đó. Như rồi mai đâu có cái trận mưa lớn rồi nước nó tràn xung quanh đó, còn cái cục đá ông nằm có trái đào nó trôi kế, ông vớt ăn cho nó hết đói, ông khỏe lại. Ông nói như vậy thì chúng ta phải tìm cái chỗ khác. Thì ông mới đi lên ở trên núi chỗ kính đó, ông mới nằm ở đó để ông cho đừng ai thấy để mà chết đói. Rủ thì cái bọn cướp nó làm hàng ở đâu nó đem về ở chỗ gần đó, cái nó ăn tiệc nó chia của. Rồi có một chú cướp đi, tướng cướp đi ra mới thấy cái ông Khưu Trường Xuân nằm đói đó, mới trở vô nói với anh em: bây giờ chúng ta hồi đó vừa làm tội, bây giờ chúng ta làm cái gì phước, tức là chúng ta thấy có một cái người nhà tu tức là bị đói, vậy chúng ta nấu lúa mạch đổ cho ông. Nó hè nhau nó nấu cháo lúa mạch đổ ổng cho ổng xong lại. Ổng nói bây giờ cũng quyết định, vì cái lòng chấp đó đó đã là cái sắc thân mà lại chấp, cho nên bây giờ mới đi xin được một sợi dây lòi tối rồi một cái ống khóa, mới lên rút ở trên chót núi lại cái chỗ không có ai đi đến đó, mới xỏ vô cái khóa cần cổ mình vô cái cây đó, rồi mới là liền cái chìa khóa mất tiêu đi, đặng nằm ở đó cho chết đói luôn, không ai cứu được. Bây giờ ông Lý Thế Bạch Tiên Ông á, ông mới thấy như vậy tội nghiệp, ông mới là xuống giả ra 12 thuốc, lượm cái sâu chìa khóa để trong vỏ sách, mới hỏi thăm ông Khưu Trường Xuân, giải thích cho ông nghe tận tình, giải rõ về cái vấn đề cái lý số nó không bằng cái thiên số, nếu mình tu hành có phước đức thì nó qua được hết, cái sắc thân đâu có nên kể nó, đâu có nên chấp nó. Giải thích rất nhiều, ông Khưu Trường Xuân mới nghe được. Thì bây giờ ông khóa đâu mở, thì ông Lý Thế Bạch mở liền thả cho ông Khưu Trường Xuân xuống núi. Và sau khi thời gian ông đến cái xứ Tàu Khê, ông làm cái việc phước, ông tu hành một thời gian. Chúng tôi xin nói tắt là chỉ nói qua những cái vọng trần, cái thân ngũ uẩn giả hợp, tức là
tham sân si nhân ngã mà nó làm cho con người phải hiểu lầm, phải mê muội thôi. Là bây giờ nó đó là một cái hiểu lầm chấp cái chuyện xấu. Nhưng mà đến khi là làm được cái việc đạo nghĩa rồi là thấy mình có chứng đắc, tức là nó lại bị nhân ngã qua cái cao hơn đó. Là trong cái lúc mà ông đưa ba cái người ăn cướp giải một cái đầu qua cái rạch Làng Khê đó, thì nó rủi cái ông, một ông lính nó làm rớt mất cái đầu, thì Khưu Trường Xuân đưa vô bờ mới lội kiếm không được. Thì ba cái người lính này đó than gian rằng là nếu mất cái đầu này thì phải bị thường, tức là phải mang tội với dòng cầm quyền. Cho nên ông Khưu Trường Xuân xin hiến cái đầu của mình để mà bù lại. Thì ba người kiếp tướng cướp đâu có nợ, ba người lính nó đâu có nợ. Nhưng mà ông Khưu Trường Xuân mới mượn lấy cái đao để mà chặt cái đầu mình. Thì vừa muốn chặt cái đầu thì nghe cái tiếng nổ ở trên thì có tam quan. Thì kêu rằng Khưu Trường Xuân hãy đem cái hốt lên trả cho ta. Thì Khưu Trường Xuân dòm lên ở trên mây đó thì thấy ba vị mà có vị không có cầm hốt, liền tự mình bay bổng lên để mà trả cái hốt. Thế thì Khưu Trường Xuân thành đạo. Thì giờ phút này Khưu Trường Xuân đã được thần thông như vậy rồi. Thì ba vị tam quan từ giả ra đi, dặn dò sau khi dặn dò những công việc sắp tới. Thì Khưu Trường Xuân mới nhớ lại rằng hồi đó ông Tám Ma Y quyết định mình phải chết đói. Mà bây giờ mình được đắc đạo như thế này, vậy thì mình đến để mà thử ổng. Đó là một cái điều nhân ngã, chấp ngã về cái phần thấy mình đã được, thấy mình đã được cho nên muốn đến để mà khoe danh mình đã tu hành kết quả cho ông Tám Ma Y nghe. Là thấy do đó mà khi đến nơi thì ông Tám Ma Y nhìn không ra, nhưng mà khi mà Khưu Trường Xuân nhắc lại thì ông Tám Ma Y mới nói rằng như vậy là không biết ông làm được cái phước đức gì mà bây giờ hai cái chỉ đàn xà tả khẩu nó trở lại chỉ lên trán, gọi là lưỡng long tranh châu. Như vậy là cái mạng của ông là nếu không tu hành là mạng đế dương, mà tu hành thì phải thành chánh quả. Thì Khưu Trường Xuân mới nói hồi đó ông đã quyết định như vậy thì ông sao bây giờ ông lại nói khác. Thì Tán Nguy mới nói rằng cái người mà do nơi cái tâm tốt á, thì mặc dù mang cái tướng xấu nhưng mà nhờ cái tâm tốt đó mà nó đổi lại. Còn người mang cái tướng xấu, cái người mang mà cái tâm xấu á, mặc dù mang cái tướng tốt nhưng mà vì cái tâm xấu đó mà nó trở lại tướng xấu, tức là hữu tướng vô tâm á. Thì tướng tùng tâm diệt, mà hữu tâm vô tướng là tướng tự tâm sanh. Bây giờ ông Khưu Trường Xuân trở về cái chỗ mình ngồi tu đó, thì bỗng nhiên là ông phải bị khảo, bị ma chướng nó nổi lên. Từ trong tâm tư của mình đó là chấp nhân chấp ngã, cho nên ma chướng nó nổi lên là hiện ra những cái cảnh nó toán loạn. Nào là cọp nhảy tới chụp, nào là cái người chị dâu dắt cháu đến quấy rầy, nào là cái cửa trời nổ lên rồi Bạch Hạc Đồng Tử mới đem xuống là thỉnh tiên ông cởi hạt phi thăng. Nhưng mà ông Khưu Trường Xuân nhờ cái lòng định tĩnh lại thì tất cả những chướng nghiệp nó tan mất. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ đơn cử một câu chuyện đó để thấy rõ rằng những cái ma lòng của mỗi người đó nó khảo chúng ta khó mà tu được, cho nên chúng ta phải cố gắng hết sức. Nếu không có trí huệ sáng suốt á, thì dẹp nó không nổi. Và còn một loại thứ ma nữa đó, đó là ma thất tình lục dục, tức là gọi là thập tam ma đó. Vậy ma là một danh từ đối tượng với Phật. Hễ lòng mà có tưởng Phật á, thì không có tưởng ma, ngược lại lòng tưởng ma thì không có Phật. Cho nên Đức Thầy là Đức Phật Thầy Tây An mới dạy chúng ta là lọc lừa thì đặng nước trong, ma Phật trong lòng lựa phải tầm đâu. Và Đức Thầy nay cũng chỉ rõ địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Ngài đã phân tích rất rõ ràng rồi, hãy làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Thì chúng ta nên hiểu rằng cũng cái tâm của chúng ta, nếu là chúng ta không có trí huệ thì chúng ta phải lầm lạc theo những cái tham sân si phiền não, tham sân si nhân ngã,
hay là thất tình lục dục nó sai khiến chúng ta đi sai con đường đạo. Còn nếu mà chúng ta nhờ có trí huệ nhận xét rõ ràng để mà chúng ta làm theo cái điều chân chánh thiện lương đúng đắn và thanh tịnh thì chúng ta trở là Phật. Còn nếu mà chúng ta thiếu trí huệ thì chúng ta phải làm nó. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu rõ ràng ma lòng đó ra sao rồi đó, thì chúng ta hãy lấy trí huệ mà dập nó. Lúc mới vào đạo quy y á, chúng ta thọ giáo với Đức Thầy đó, thì chúng ta phải nương theo cái ngọn đuốc huệ của Tổ Thầy để mồi qua cây đuốc huệ của chúng ta bằng cách là lo trì giới cho tâm bình tịnh được thì phát huệ, hoặc là dẹp phá vô minh hay là mê si thì trí huệ lần lần sáng tỏ. Đây là pháp môn vô tận đăng. Mà khi chúng ta có giới định huệ rồi thì pha ma phiền não tham sân si nó không còn, và soi tan luôn cái ma ngũ uẩn nữa. Như là trong tâm kinh có nói rằng Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi hành sâu trí bát nhã rồi đó, thì tức là Ngài đạt được cái trí huệ siêu màu, thì Ngài dùng cái trí huệ ấy mà soi thấy năm uẩn đều không, và tất cả tai nạn khổ lao không còn nữa. Thưa quý vị, ngày nay thì Đức Thầy chúng ta bảo là quơi gươm trí huệ ma dương hải hùng và mượn đuốc huệ đánh tan mùi tục lỵ. Sở dĩ mà dí trí huệ như lưỡi gươm là vì nó có cái diệu năng, chẳng những chúng ta dẹp được ma dương mà còn trừ được ma thất tình lục dục. Như Đức Thầy đã nói, thập tam ma diệt bằng trí kiếm và dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Nếu mỗi người tu thực hành được như thế thì chúng ta sẽ được tự tại giải thoát. Đến cái mục thứ hai là đối xử với thế nhân. Về mặt ăn ở giao tiếp với mọi người thì Đức Thầy dạy môn đồ nên mở lòng rộng lượng, tha thứ những ai tối tâm lầm lỗi, thể hiện đúng với cái tinh thần nhân đạo, bác ái, vị tha, không phân biệt màu da chủng tộc, sang hèn hay là giai cấp, người hay là sinh vật. Và cái chúng ta hồi tưởng lại cách đây 2500 năm, lúc bấy giờ dân tộc Ấn Độ phải sống với cái chế độ bất công chênh lệch trong xã hội của họ, đã bị phân chia ra làm 4 giai cấp. Trên hết là Bà La Môn, kế đó là giai cấp vua quan, thứ ba là thợ thuyền, và chót hết là cùng đinh nô lệ. Nhất là giai cấp nô lệ, cả gia đình tộc họ cứ phải làm nô lệ luôn, dù cho họ có khả năng đến đâu cũng không được hưởng thụ quyền quy hay là lạc thú ngang hàng với các giai cấp kia được. Cho nên Đức Phật sau khi đắc đạo đó, Ngài mới đem chủ thuyết từ bi bình đẳng để đánh tan 4 cái giai cấp đó, và đem lại cái sự công bằng tự do cho dân chúng thời đó. Xã hội thời nay từ tiền bán thế kỷ thứ 20 này đến đây thì gần giống như thế. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ là lâm phàm khai đạo, Ngài áp dụng rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Ngài dạy mỗi người nên cư xử với nhau cho được toàn hảo toàn hòa, an vui hạnh phúc, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Và Ngài quyết thực hiện đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng. Thưa quý vị, đến đây là cái phần thứ ba là hành đạt lý vô ngã, là cái điều này rốt ráo của cái bài pháp luận hôm nay. Quý vị cùng chúng tôi cần nên nghiên cứu thật kỹ. Vô ngã là gì? Vô ngã là không chấp có ta, là danh từ đối tượng với cái chấp có ta, tức là ngã. Hễ còn ngã là còn mê lầm sanh tử, mà vô ngã là giác ngộ niết bàn. Có thể xác định đứng đầu 8 vạn 4 ngàn trần lao phiền não là ngã, còn dẫn đầu 8 vạn 4 ngàn trần lao pháp tu là vô ngã. Vậy chấp ngã là gì? Thưa quý vị, chấp ngã là lòng tham chấp từ sát thân, tức là sát thân của mình đó, là của mình, thân của mình, tiền của, vợ con, thân bằng, tộc họ,
là chúng ta chấp mấy cái này là thiệt của mình, thân bằng của mình, tộc họ của mình vậy đó, vợ con của mình, ai động đến là không được. Rồi đất nước này cũng của mình, đồng bào đến danh dự tước quyền và giai cấp lớn thì là đất nước, và tới là giai cấp thì luôn luôn bị chấp, cho nên bảo vệ các cái điều đó đó, nó là có thật của ta, nghĩa là chấp như vậy đó. Cho nên chúng ta phân biệt hơn thua cao thấp, rồi lo đấu tranh chiếm hữu và bảo thủ mãi mãi. Chính đó là nguyên nhân của nghiệp báo luân hồi. Đức Thầy đã bảo tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Vậy hành giả muốn thoát ly sinh tử để tiến tới niết bàn, trước nhất là phải nhận rõ qua kiếp sống của con người và vạn vật đều nằm trong dòng khổ đau, bất tịnh, vô thường và vô ngã, để diệt sạch lòng tham chấp. Xưa Đức Phật đã dạy các hàng đệ tử muốn tiến lên quả vị Bồ Tát phải thi hành bốn pháp quán niệm, tức là bốn pháp niệm xứ. Một là quán thân bất tịnh, tức là người tu hành phải quán sát lại cái nhục thân này, tuy là ở bên ngoài nó bao một lớp da trơn láng mịn màng, chứ sự thật ở bên trong nó chứa đầy những thứ nhơ nhớp hôi thối không thể ngửi được. Thứ hai là quán thọ thị khổ, nghĩa là chúng ta quán sát cái quyển thân này đó, nó đã có thì tất nhiên nó phải chịu các cái sự khổ, nào là sanh lão bệnh tử vân vân, và các ngũ quan tiếp nạp với ngoại trần sanh ra vui buồn ưa ghét không ngớt. Khổ ơi là khổ, thật là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, thế mà có bao người xét cho tột chỗ. Thế Đức Thầy nói như thế. Một thứ ba là quán tâm vô thường, tức là quán xét lại cái vọng tâm không thường tồn, nó hay duyên theo ngoại cảnh mà biến chuyển không phút ngừng nghỉ, như cái chong chóng quay giữa trời. Cái điểm mà quán thứ tư á, là quán pháp vô ngã, tức là quán xét lại các pháp và vạn vật không có cái ta và cũng không phải của ta, đều tất cả đều do vọng tâm nhận lầm rồi mê nhiễm đeo níu vậy thôi. Tóm lại, để diệt trừ lòng tham chấp, Đức Thầy dạy lục căn trừ tuyệt tầm hai chữ, nhân ngã sân si cũng dẹp đành. Kính thưa quý vị, là người tu mà tới đây đó thì phải lưu ý là chúng ta không nên tự mãn. Cũng như hồi nãy mà tôi nhắc cái chuyện của ông Hưu Trường Xưng đó, mới có vừa muốn đắc đạo là ông đã tự mãn, thì cái nhân ngã nó lên. Cho nên là tới cái mục này đó là chúng ta phải lưu ý cái điều này, nghĩa là không có nên tự mãn, mà phải kẹt ở trong dòng đối đãi có không chấp tâm chấp pháp, hoặc còn thấy mình có tu có chứng đắc. Vậy thì hành giả đến đây đó phải ráng vượt lên bước nữa là tu rèn cho được tâm bình đẳng. Đây là cái pháp sau cùng mà đứng đầu 84,000 pháp tu đó. Bây giờ mình xem ta đó, và mọi người đó cũng như là cùng vạn vật đó, đồng nhất thể, không có hơn kém gì hết. Như kinh Phật đã bảo là tường bích ngõa lịch giai hữu Phật tánh, có nghĩa là vách phên ngói gạch cũng đều có Phật tánh như nhau. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có chép cái câu chuyện của ông Thường Bất Khinh Bồ Tát, chắc quý vị cũng có nghe và có đọc đến. Quãng đời hành đạo của ông đó là mỗi khi gặp ai thì ông cũng chắp tay xá một cái rồi nói: thưa ông, tôi không dám xem thường ông, vì ông có sẵn bản tánh Phật thì trước sau gì ông cũng thành Phật. Thưa quý vị, tuy là Thường Bất Khinh Bồ Tát đã chứng đến quả vị như thế rồi, nhưng mà lúc nào ông cũng xem tất cả chúng sanh đều là bình đẳng như nhau hết. Người đời mới xưng tụng ông là Thường Bất Khinh Bồ Tát, bởi thấu đạt cái lý bình đẳng và nó đã sẵn có nơi tâm tư của ông. Và ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ sau này, cái người mà hướng dẫn Tam Tổ Trúc Lâm đó, tức là lập ra phái Thiền Tông là Trúc Lâm ở đất nước Việt Nam chúng ta,
Thì khi mà thấu đạt cái điều này đó, ông có làm một cái bài thơ. Bài thơ ấy mang tựa đề là Giảng Sự Quy Như. Thì chúng tôi ở đây xin đọc lại cái nghĩa của bài thơ: từ không bài có quần không, có không không rốt dẫn đồng, phiền não bồ đề nguyên chẳng khác, chân như vọng niệm thải đều không, thân như cảnh giả nghiệp như bóng, tâm tợ gió đưa tánh tợ bồng, chớ hỏi tử sanh ma với Phật, sao chầu hướng bắc nước về đông. Và để sáng tỏ thêm, Đức Thầy đã dạy: nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Nói tóm lại, nhà tu khi diệt sạch lòng chấp ngã, xem mọi người, mọi giới và vạn vật đều bình đẳng như nhau, và tất cả đều nằm trong một đại ngã, không còn biệt phân sai khác, cao thấp trước sau, trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng. Đó là Đức Thầy đã nói. Tuy đã có tu có chứng đắc, nhưng tâm không chấp mình có tu có chứng đắc, do câu vô tu vô chứng vô sở đắc ở trong kinh Đại Bát Nhã. Đến đây chúng tôi xin đơn cử vài câu chuyện. Xưa trên đường đi thỉnh kinh của thầy trò Tam Tạng, khi đến quận Phụng Tiên, quận này bị nạn hạn hán kéo dài, dân chúng phải đói khổ vô cùng. Tam Tạng động lòng từ bi, bảo Tề Thiên tìm phương tiện cứu họ. Tề Thiên bèn cân đấu dân lên trời để tìm ra nguyên nhân và trở về cầu đảo, liền được mưa xuống. Cả quận đều mang ơn, bèn lập chùa để tạc tượng và thờ thầy trò Tam Tạng. Họ đặt liễn tán thán, đại thánh ra ơn tiêu mối họa, quận hầu đáp nghĩa lập chùa thờ. Thầy Tam Tạng liền kêu Ngộ Không nói: đồ đệ ơi, cái công quả này còn hơn cái việc cứu 1000 đứa bé tại nước Tỳ Khương nữa, vì cứu hết lê dân cả quận được khỏi chết. Lúc đó Tôn Ngộ Không bèn thưa: bạch thầy, ấy là nhờ người ta đồng nguyện làm lành lánh dữ mà cảm động tới trời cho được mưa, chớ tôi đâu có công chi. Tam Tạng bảo: thật ngươi mới xứng đáng là cái tên Ngộ Không. Và một câu chuyện nữa là lúc Đức Phật còn trụ thế, một hôm có một thầy Bà La Môn tu đã được một ít pháp thần thông, nên ông dùng thần thông nhổ 2 cây bông khổng lồ trổ đầy hoa mang đến dâng cho Phật. Hai tay ông còn nắm chặt 2 thân cây. Phật liền kêu tên ông thì ông dạ. Phật bảo: hãy buông xuống đi. Thầy Bà La Môn liền bỏ cây hoa bên tay trái xuống trước mặt Phật. Phật lại bảo: hãy bỏ nữa đi. Thì thầy Bà La Môn liền buông luôn cái cây hoa bên tay mặt. Nhưng Phật lại là bảo: hãy buông nữa đi. Thì bây giờ thầy Bà La Môn liền bạch: tôi còn có cái gì nữa đâu mà buông bỏ, vậy Phật muốn dạy tôi cái chi? Lúc đó Phật liền đáp: tôi không hề bảo ông buông bỏ hết mấy cây hoa, mà tôi muốn bảo ông bỏ đây là bỏ hết 6 căn, 6 trần và 6 thức. Khi nào ông bỏ được hết đến không còn cái gì nữa để bỏ, đó là lúc người thoát ly tất cả sự ràng buộc của sanh tử luân hồi. Kính thưa quý tín hữu, qua 2 câu chuyện vừa kể, chắc quý tín hữu cùng chúng tôi đều ý thức rằng muốn đạt đến cái lý vô ngã thì phải buông xả, nghĩa là không còn kẹt chấp một pháp nào trong thế gian, và trong tâm tư cũng chẳng còn vướng bận một di tế phiền não nào, cho đến cái thấy không vướng bận cũng không còn, ấy mới được tạm gọi là đạt lý vô ngã, là bình đẳng an nhiên, là Phật quá tánh tình, là niết bàn giải thoát. Đức Thầy còn sắp tấn tín đồ, hãy ráng sức thi hành, sẽ có Thầy ủng hộ. Thưa quý vị, đến đây là đến cái phần kết đề, tức là để tổng kết bài Lời Khuyên Bổn Đạo. Chúng ta nhận xét nơi đây là một phẩm kinh mà Đức Thầy đã dạy tín đồ từ sơ cơ tiểu thừa đến tối thượng nhất thừa. Tuy thấy tu tiệm nhưng thực chứng là đốn. Trong đây chia làm 2 phần. Phần thứ nhất
là cái phần quán xét và nhận thức kiếp sống của con người là ô trược, khổ đau và vô thường, vô ngã. Phần thứ hai là phần thực hành, là nhà tu phải dạng gìn quy y, trì giới và lễ bái, tránh tam nghiệp, chừa thập ác và hành thập thiện để diệt mầm sanh tử, và chót hết là hành đạt lý vô ngã để vào niết bàn. Kính thưa quý vị, cái phần bài lời khuyên bốn đạo đến đây đã vừa dứt, nhưng chúng tôi nhận thấy thì trong thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Thầy thì sau cái bài lời khuyên bốn đạo đó nó có cái bài thi bốn câu đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tội xét thân ta, nếu người rõ Phật vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Vì sẵn dịp chúng ta cũng tìm hiểu về ý nghĩa trong bốn câu thi này. Vậy qua cái câu thứ nhất á, Đức Thầy nói đạo pháp thường hay dung giới hòa, là chúng ta nhận thấy Đức Thầy dạy người quyết tâm tu học về đạo pháp nên cố gắng rèn luyện cho mình có được hai đức tánh là khoan dung và hòa hảo. Bởi có rộng lượng tha thứ cho những người lầm lỗi mới đem lại cái sự hòa hài tốt đẹp. Qua cái câu thứ hai là xét người cho tội xét thân ta, là nhận thấy Ngài dạy đối xử với mọi người chúng ta phải dùng cái tâm bình đẳng và chánh kiến mà xét đoán cho cùng tội việc có người đối diện và bản thân ta. Qua câu thứ ba là nếu người rõ phận vui lòng thứ, thì chúng tôi thấy có cái ý nghĩa là nếu người ta có lỡ lầm lỗi mà người ta biết hối lỗi thì mình nên vui lòng để tha thứ cho họ. Và cái câu thứ tư là ta thứ được người, người thứ ta, là ý Ngài dạy ở đời mấy ai trọn vẹn không lầm lỗi. Thì hôm nay ta đã tha thứ cái sự lỗi cho người thì mai chiều người khác cũng thông cảm tha thứ sự lỗi của ta. Vậy thì ở trong cái bài bốn câu thơ này đó là chủ đích của cái bài thi mà Đức Thầy vừa viết, đó là Đức Thầy muốn dạy tín đồ tu tập cho mình có những đức tánh khoan dung, hòa hảo, bình đẳng, chánh kiến và biết tôn trọng luật công bằng nhân quả, tức là để trên con đường hành đạo sẽ được an vui mỹ mãn. Kính thưa quý liệt vị, vậy thì buổi học tập giáo lý hôm nay với qua cái bài lời khuyên bổn đạo của Đức Thầy mà chúng tôi cùng quý vị đã nghiên cứu và tìm hiểu ý nghĩa để trao đổi cho nhau trên bước đường tu học, thì đến đây là cái phần chấm dứt. Vậy trước khi dứt lời, chúng tôi không quên là trao đổi với quý vị thêm một vài ý kiến, là mỗi lần chúng ta gặp gỡ nhau và tìm hiểu đạo lý của Đức Thầy thì chúng ta nhận thấy rằng trong lòng rất phấn khởi, vui tươi và cố gắng để mà thực hành cho kỳ được qua những lời chỉ giáo của Đức Thầy mà chúng ta đã nghiên cứu và trao đổi với nhau. Vậy một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý liệt vị đến dự thính cái buổi học giáo lý hôm nay, và xin cầu chúc cho toàn thể quý vị được là trí huệ sớm phát khai và bồ đề tâm tăng trưởng để chống đến ngày viên mãn. Thân ái kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, tiếp đây là một bài thơ mang tựa đề là Cánh Hoa Thiền, để nói lên chí hướng của người Phật tử suốt quãng đời hòa mình trong ánh đạo, và cũng để kêu gọi những ai đồng tôn thờ lý tưởng cao siêu hầu đi đến vùng trời thánh thiện. Nhân dịp xuân về, tác giả đã phân tích vẻ đẹp của loài hoa bất diệt đang bừng nở trên khắp vùng đất thánh, hương từ bi ngát tỏa muôn phương. Những cánh hoa miên diễn chẳng thay màu sẽ mang lại nguồn sống an nhiên cho vạn loài. Nếu khách lữ hành muốn thưởng thức hương hoa thì đây là cổng vườn. Cánh trời xuân ngàn hoa đua sắc khi thắm, cam dần thơ tô đầm cánh hoa thiền. Hoa tàn bởi gặp tiết đông thiên,
Hoa tươi tình Chúa xuống về khắp nẻo. Những trăm hoa loại nào thường khô héo, loại nào thường tươi mãi với thiên nhiên. Khách tìm hoa nên chọn cánh hoa thiền, hương ngào ngạt cả không gian thời tiết. Cánh hoa thiền vốn tình thanh cao uy khiết, lại hồn nhiên sặc sỡ đủ muôn màu. Ai yêu hoa hãy thưởng thức thử nào, rồi sẽ thấy tình hoa đầy ý gì. Tình hoa vốn vượt ngoài dòng dĩ kỳ, anh từ bi chan rọi khắp muôn loài. Cứ trần ai chẳng dương vấn trần ai, gần thế trượt không nhiễm mùi thế trượt. Giống hoa thiện bắt đầu từ thiên trước, trên 25 thế kỷ Phật gieo trồng. Vượt thời gian vượt hẳn cả núi sông, hiện thế giới biết bao cành chớm nở. Ai muốn được qua thiền luôn sập sở, thì đừng tu đừng bỏ dở lưng chừng. Hãy bền gan tiến mãi với trời xuân, dù phải lâm tóc tàn nhiều thử thách. Hoa thiền đẹp khi nào lòng trong sạch, hoa thiền thơm những lúc biết hồi tâm. Hoa sắc tài tươi trẻ có bao năm, hoa lý tưởng mới nghìn thu chẳng đổi. Cả vũ trụ chẳng gì đem cân đổi, vẫn như như bình đẳng mãi an nhiên. Nay mới mệnh danh là cánh hoa thiền, để mến tặng sĩ hiền chung bước đào.